Vừa nghe thấy tiếng rồi nhá. Tại vì tôi không thấy nó hiển thị cái loa của tôi trên này nên là tôi sợ là mọi người không nghe thấy. Mọi người comment số 1 có nghĩa là nghe thấy nhá. Ok rồi. Comment số 1, ok số 1 rồi. Ở chia sẻ mọi người như này nhá, đây là một trong những cái gọi là livestream đặc biệt, tại vì một hai ngày tới thì tôi đi công tác là 5 ngày nữa tôi mới về, thế nên là cũng không không có nhiều thời gian để chia sẻ với mọi người một số những cái mà đang nóng hổi trên thị trường. Lúc chiều tôi có chia sẻ hay là ở trên Việt Nam ấy thì đang sốt sình sịch vì cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, còn ở trên mạng xã hội thì lại nóng sốt bởi cái việc mà các cao thủ cạnh tranh nhau và oanh tạc nhau vì cái vấn đề là nguyên tắc phối hợp kháng sinh. Nên nó có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể trao đổi và nói chuyện với nhau. Thì mọi người có nhìn rõ rõ tôi không? Nếu mà nhìn rõ thì comment số 2 cái để tôi bắt đầu cái livestream ngày hôm nay. Ok, mọi người comment số 2 để tôi bắt đầu livestream. Cái video này nó rất quan trọng nhé. Nó rất quan trọng. Thế nên là mọi người comment số 2 để tôi livestream. Số 2, số 2. Tôi biết là bây giờ cũng đã muộn rồi nhưng mà tôi cũng chẳng tiếc thời gian muộn để còn chia sẻ với mọi người một số cái bí quyết ấy. Một cái số cái bí quyết ở trong kiểm soát thú y, nên là mọi người lúc mà khi mà tôi giảng bài mọi người nhớ đừng có bình luận gì nhé, để tôi tập trung chuyên môn tôi giảng bài. Sau khi tôi giảng bài xong ấy thì bắt đầu lúc nào mà tôi nói là mọi người trao đổi bình luận thì mọi người mà hãy hãy bình luận nhá, chứ còn tôi đang giảng bài thì đừng có bình luận, cứ ngồi nghe thôi, ok không? Nếu mà đồng ý khi mà tôi giảng bài chỉ ngồi nghe không thì comment số 3. Nếu mà mọi người đồng ý chỉ ngồi nghe tôi giảng bài, tôi chia sẻ kỹ thuật thì comment số 3, không nói gì cả cho đến khi nào tôi bảo mọi người nói để trao đổi về gần như là trao đổi trực tuyến ấy thì mọi người hãy comment, còn bình thường thì có thể là comment nhưng đừng có hỏi gì, ok không? Nếu mà mọi người đồng ý là để cho tôi chia sẻ kỹ thuật và chỉ bình luận không hỏi những câu hỏi nào liên quan đến kỹ thuật, sau khi mà tôi kết thúc livestream, gần kết thúc livestream tôi sẽ nói với các bạn là hỏi thì lúc đấy các bạn hỏi, ok không? Đồng ý thì cho comment số 3 để tôi bắt đầu, ok nhá. Rồi, ok rồi, tôi bắt đầu. Rồi, để im trước khi bắt đầu, tôi chào mọi người một cái nhé. Để tôi chào mọi người một cái cho nó khí thế. Thứ nhất là chào anh Đặng Xuân Tiến, chào anh Văn Thuần, chào anh Lê, chào Lê Hữu Nghĩa, chào Hoàng Quan, chào Thủy Nguyễn, chào Duy Đỗ. Xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Tôi bắt đầu cái livestream ngày hôm nay. Ok, tôi bắt đầu nghe chim ngày hôm nay. Ngành chăn nuôi năm 2019. Thứ nhất đấy là mọi người để ý là cái đầu vào là gì? Đầu vào là thứ nhất là cái chi phí đầu tư về chuồng trại này thì mình không thể tác động được. Có nghĩa là đầu vào không thể tác động được, thứ nhất là chi phí đầu tư chuồng trại, chúng ta phải bỏ tiền ra để đầu tư vào chuồng trại và nó khấu hao theo năm tháng, và mình đương nhiên mình không thu được được lợi nhuận về từ cái vấn đề đầu tư này. Cái số 2 mà không thể kiểm soát được vào đầu vào thứ nhất, thứ hai là cám, giá cám. Thì bây giờ giá cám thì nó lại phụ thuộc vào nguyên liệu. Thế nên là nguyên liệu nó sẽ quyết định giá cám và còn phụ thuộc vào cái ông nhà máy ông có ăn bớt hay không, hoặc là ông mua những cái nguyên liệu đắt hay rẻ. Tiếp theo là giá thị trường, ví dụ như là giá heo hoặc giá gà nó phụ thuộc vào thị trường. Có lúc nó lên đến 53, 55 nhưng có lúc nó xuống đến 29, và đặc trưng của cái năm một vài năm trước nó có lúc nó xuống chỉ có 19 thôi. Thế thì cái đầu vào có nghĩa là, xin lỗi mọi người, đầu vào tôi nhầm, sự đầu vào có nghĩa là cái con giống ấy, con giống đầu vào. Thì các bạn để ý là con giống gà thì hàng là con giống heo. Khi mà giá cả thị trường nó giảm ấy thì giá heo hoặc giá gà mình mua rất rẻ,
nhưng mà khi mà giá nó cao thì mình mua vào rất đắt. Ok, chuyển sang tiếp. Cái thứ tư trong cái chi phí đầu vào tức là công lao động, và cái thứ năm là thời gian để sản xuất ra con giống. Thì thưa quý vị và tất cả các bạn, là đầu vào rõ ràng là người chăn nuôi không thể tác động được bất kỳ một cái gì từ chi phí đầu tư, giá cám, giá heo, công lao động và thời gian thì người chăn nuôi không thể tác động được. Tiếp theo, đầu ra. Đầu ra thì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái vật nuôi loại một, có nghĩa là gì, có nghĩa là nó phải đủ trọng lượng thì mình mới bán được. Ví dụ con heo nó phải tầm tạ 115 cân thì mình mới xuất được, chứ không thể xuất con heo 30-40 cân được. Và con gà thì nó phải tầm 2 cân trở lên, cái biểu 2 cân trở lên thì có thể mới xuất được. Còn những cái con gà ăn nẩu là cân 1, cân 2, hoặc là những con gà cúng cụ thì tôi không nói. Nhưng mà đầu ra có nghĩa là thứ nhất ấy, là phải đạt những cái con vật nuôi loại một thì mới xuất được. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào giá cả thị trường. Ví dụ cái thời điểm giá heo nó 53 hoặc có thời điểm đến 70, nhưng có thời điểm nó xuống 19, thế thì người chăn nuôi không thể kiểm soát, không thể tác động được vào cái giá cả thị trường này. Tiếp theo, thời điểm là khi mà cận Tết chẳng hạn thì có ai ăn thịt gà thịt lợn đâu, thế nên là cái giá nó sẽ tụt xuống. Thế thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là đầu vào này, đầu ra không thể tác động được, thế thì không chăn nuôi nữa. Các bạn thấy cái câu 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 này có buồn cười không? Tức là bây giờ người chăn nuôi ấy, cái đầu vào là người ta không kiểm soát được này, đầu ra người ta cũng không kiểm soát được, rõ ràng là như vậy. Thì bây giờ chăn nuôi người ta lấy cái gì để người ta chăn nuôi, và người ta dựa vào cái niềm tin hay dựa vào cái thứ gì để người ta chăn nuôi? Thế thì đấy là tôi nói vui thôi, tại vì bây giờ đầu vào đầu ra không thể tác động được, nhưng rõ ràng người chăn nuôi vẫn phải chăn nuôi. Bây giờ ông xây chuồng trại lên, ông mua con giống rồi, thế bây giờ ông không nuôi nữa thì ông đẻ chuồng trống à? Đấy là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là bây giờ ông không chăn nuôi thì ông làm cái gì? Ông không chăn nuôi ông làm cái gì? Ông không chăn nuôi chẳng nhẽ ông ngồi nhà ông ngồi chờ sung dụng, ngồi chờ tiền nó đến là năm gì có. Con cái thì bây giờ nó đi nhà may xí nghiệp rồi các thứ, nó cũng chỉ có nuôi sống bản thân nó thôi. Còn người bố mẹ ở trong nhà nếu không có việc, không chăn nuôi, dân Việt Nam không chăn nuôi thì chỉ có đi làm thuê. Mà đi làm thuê bây giờ các cụ tầm 40-50 tuổi ai thuê xách vựa xách hồ nữa, chỉ có ở nhà chăn nuôi thôi. Và câu hỏi tiếp là tại sao các trang trại khác vẫn nuôi tốt mà mình không nuôi được, đúng không? Ví dụ ở trên trên mạng anh Huân Thần Sầu, Huân Thần Sầu thấy không, ví dụ bạn đi sang Thái Nguyên vẫn nhiều nhà rất chăn nuôi, và thậm chí người ta còn đổ xô vào người ta chăn nuôi. Rất đơn giản là người ta nhìn thấy ông hàng xóm, nhìn thấy ông hàng xóm nuôi được kiếm được tiền, mẹ tôi cũng phải sang cái đất tôi nhảy vào tôi nuôi. Năm ngoái năm mấy năm trước như ở ở khu Bình Đục Hà Lam, khu Ngọc Nũ, chỗ gần cái cửa hàng thuốc thú y của tôi ấy, có một hiện tượng rất kỳ lạ, người ta đập phá cả bếp đi, đập phá cả nhà tắm cái thứ đi để người ta nuôi heo. Có cái gì đâu, tại vì thằng ông bên cạnh làm ăn được, tôi cũng phải làm ăn được, tôi cũng phải đi chăn nuôi. Thế nên này, tại sao các trại khác vẫn nuôi tốt mà người ta có bỏ đâu, tôi chả thấy ai bỏ. Bỏ bây giờ làm cái gì? Thế thì bây giờ để mà giải quyết cái vấn đề là đầu vào không thể tác động được này, đầu ra không thể tác động được này, thì chỉ còn một biện pháp nữa là kiểm soát năng suất thôi. Kiểm soát năng suất thì bắt đầu từ cái gì? Bắt đầu từ số 1 ấy là chăn nuôi bền vững. Chăn nuôi bền vững nghĩa là gì? Có nghĩa là ông phải nuôi liên tục, hết đứa này ông vào đứa nọ, hết đứa nọ ông vào đứa trai, hết đứa trai ông lại vào đứa nọ. Như thế thì nó mới gọi là chăn nuôi bền vững. Còn nhiều ông chơi một cái thủ thuật rất buồn cười, tức là ông chộp giật ấy. Ví dụ tôi đợt này tôi thấy giá giá heo nha, hoặc giá gà, thôi giá heo đi cho nó dễ, giá heo ví dụ đợt này nó 70, nhảy vào rầm rầm rầm, nhảy vào lui như là phong. Sau đấy lúc bất thình lình vừa xây chuồng trại thì xong ôm một đống heo vào, giá nó tụt xuống 19, thế nó chết cả lút. Đấy là nói về những cái người chăn nuôi mà người ta chộp giật. Còn lại những người chăn nuôi bền vững ấy, thì thua keo này ta bày keo khác, thua keo khác ta lại bày keo khác nữa, thế thì người ta vẫn tồn tại được. Nhưng rõ ràng là vẫn một câu nói cũ là tại sao người chăn nuôi núp giàu núp nghèo. Rất đơn giản là đầu vào người ta không thể tác động được, đầu ra người ta không thể tác động được, thế thì làm sao người ta nắm được cuộc chơi, làm sao người ta làm chủ được cuộc chơi? Thế thì bây giờ thứ nhất là phải chăn nuôi bền vững này, thứ hai là phải kiểm soát được cái năng suất và dịch bệnh. Có nghĩa là đầu vào cũng không tác động được, đầu ra không thể tác động được. Mà ông nuôi chăn nuôi mà đã chết trong bệnh tật nữa thì ông lấy cái gì ông ăn? Ông chỉ có đi tiêu tiền của ông chứ còn làm sao nữa. Ngân hàng nó không cho vay nữa.
Thì thứ nhất kiểm soát năng suất là phải kiểm soát tỷ lệ đẻ, ví dụ gà đẻ trứng này, heo này, là phải kiểm soát được cái vấn đề tỷ lệ đẻ. Ví dụ một con heo mà bây giờ đẻ dưới 10 con nó vẫn đi rồi, con gà mà nó không đẻ trứng nó chỉ có đem làm thịt chứ còn làm sao được nữa. Kiểm soát bệnh đường hô hấp, một trong những bệnh đường hô hấp hôm trước tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn cái bệnh CCRD rồi, và sắp tới cái phần thứ hai của cái bệnh CCRD chính là phác đồ điều trị và kiểm soát CRD. Thì cái live stream này mọi người để ý, tôi sẽ phát sau khi tôi đi công tác 5 ngày về. Tiếp theo là kiểm soát bệnh đường tiêu hóa và tránh thất thoát đi, thế là thắng. Đầu vào không thấy tác động được không sao, đầu ra không thấy tác động được không sao, nhưng tao cứ chăn nuôi năng suất tốt thì tao lo gì, đúng không? Ta chăn nuôi bền vững mà ta chăn nuôi năng suất tốt, tránh thất thoát, thế là chiến thắng vang dội, có gì đâu. Thế thì bây giờ từ những cái kiến giải đấy nó sẽ hình thành một cái sân chơi, hình thành cái sân chơi như nào với người chăn nuôi. Thì sân chơi người chăn nuôi là gì? Sân chơi người chăn nuôi, ngoài cái vấn đề người ta có chuồng trại, có đầu tư tiền bạc như thế nào, người chăn nuôi cần phải làm như thế nào? Thứ nhất ấy là chọn một cái cơ sở cung cấp con giống uy tín và chất lượng. Cái thứ hai ấy là phải tìm đến những dịch vụ này, bác sĩ thú y này, đại lý này, có trình độ chuyên nghiệp, có trình độ cao, sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức, mọi cơ hội để kết hợp với người chăn nuôi để hai bên cùng chiến thắng. Đấy là sân chơi của người chăn nuôi. Còn nếu mà bác chăn nuôi nào ấy mà bác tự cho mình là thông thái, các bác tôi biết rồi, tôi biết rồi, các bác không tiếp thu những cái mới nữa, các bác không cập nhật những cái mới, thế thì khẳng định với các bác ấy là trong ba cái tiêu chí đầu vào, đầu ra và năng suất, các bác đều không nắm được một cái gì cả, thế thì chắc chắn là bục bãi là 100%. Tiếp theo là sang sân chơi của đại lý thuốc thú y. Sân chơi của đại lý thuốc thú y thì thứ nhất ấy, là cái người mà làm chủ hiệu thuốc thú y phải thực sự có kiến thức, phải thực sự giỏi và là một người thực sự là cầu thị. Tại vì bây giờ xã hội nó vận động theo theo phút, theo giây. Con người cũng vận động theo phút, theo giây, và dịch bệnh nó cũng vận động theo phút, theo giây. Các bạn để ý nào, có ai nghĩ rằng cái dịch tả châu Phi nó sẽ tấn công vào Việt Nam không? Mọi người đang ùn canh ở biên giới để cho nó khỏi vào Việt Nam. Bên Đài Loan họ đang tránh người Việt Nam sang Đài Loan để nhiễm dịch tả châu Phi trong đấy. Nhưng thực tế mà nói, người ta tránh là chắn, là chắn ở biên giới. Nhưng mà rõ ràng một cái nào, chắn ở biên giới nhưng mà nội địa đã lổ này. Lúc nay tôi có xem báo mạng như là Hưng Yên, bên là Thái Bình là nổ bom 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 rồi. Đấy, công chắn là biên giới mà nội địa của tôi bị này, công làm sao được. Nhưng các bạn yên tâm là cái bệnh dịch tả châu Phi ấy, cái mức độ lây lan và độ nguy hiểm của nó không thực sự là nghiêm trọng. Tại vì sao? Tại vì khi mà một đàn heo ấy mà nó bị nổ dịch tả châu Phi, mình chỉ cần khoanh vùng cái đàn heo đấy, mình tiêu diệt nó là xong. Còn tất cả những cái đàn heo khác tôi sẽ bày cách cho quý vị và các bạn vừa kiểm soát được được dịch tả châu Phi, có thể kiểm soát được con móng và tất cả các loại virus khác. Đấy là sân chơi của đại lý thuốc thú y. Đại lý thuốc thú y thứ nhất ấy là các bác phải thực sự là trở thành người kỹ thuật giỏi, trở thành người tư vấn giỏi, và các bác phải kiếm những cái loại thuốc thú y có chất lượng cao, tốt và giá cả hợp lý về để phục vụ người chăn nuôi. Chứ không được các bác kể nhăm 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 rình rình lúc người chăn nuôi người ta đau khổ, người ta khó khăn nên đem đến dọa người ta, xong rồi bán thuốc vào thì lại bán chịu, xong là lại dọa dẫm người ta, ví dụ như là Huân thần sầu, hoặc là ví dụ tôi là Trịnh, tôi dọa như này, tôi bỏ ông Huân rồi, lợn nhà ông bị dịch, sắp bị dịch tả châu Phi nó đánh vào cổng nhà ông rồi đây, bây giờ ông phải như thế nào rồi, thuốc thang cái thứ, đừng có dọa người ta như thế, hãy đưa cho người ta cái phương án để người ta lựa chọn, đừng có dọa người ta, đừng có dựa vào nỗi đau của người ta để mình kiếm tiền. Tôi tư duy và quan điểm của tôi không đồng ý cái vấn đề đấy. Tiếp theo một cái nữa là sân chơi của bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y bây giờ càng ngày cái thị trường nó càng hẹp vào, thế yêu cầu bác sĩ thú y phải phải thực sự giỏi, kiến thức về chuyên sâu và thực sự có tâm thì mới giúp được người chăn nuôi. Ok, sang cái tiếp theo là cái quan điểm về quản lý sức khỏe.
Ngày xưa ấy thì theo cái quan điểm truyền thống ấy là đợi đến khi mà vật nuôi nó bị bệnh ấy thì người ta mới phóng xe phạch 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 ra nhà ông huân thần sầu, đại lý ông huân thần sầu, bảo ông huân thần sầu ấy ông bán cho tôi ít thuốc về tôi tiêm cho con heo hoặc là điều trị cho đàn gà của tôi. Nhưng mà thưa các bác rằng là khi mà các bác đợi đến khi con vật nuôi mà nó bị bệnh ấy mà các bác đi mua thuốc về thì xin thưa các bác là đàn vật nuôi này các bác đang nghìn cân treo sợi chỉ, nó có thể bục bãi bất kỳ lúc nào. Đấy là quan điểm truyền thống. Và quan điểm truyền thống là mổ khám khi vật nuôi chết. Ngày xưa cách đây khoảng 5 6 năm ấy, tôi 5 6 năm tôi cũng đi vào trang trại chăn nuôi để mà xin mổ khám một con lợn hoặc là một con heo ấy, hoặc một con gà, nó hết sức là khó khăn. Tại vì các bác ấy, có cho đâu, các bác bảo nó ngấp ngoái được các thứ mình không dám mổ. Đây là quan điểm truyền thống là khi con heo chết mà mổ, nhưng mà xin thưa các bác là khi con heo con gà mà nó chết rồi nhưng mà bác mổ ra bác thấy phân tích triệu chứng rồi mọi cái bác thấy nhá. Nhưng mà rất tiếc một điều rằng là khi mà đã mổ những con vật chết ấy, thì những con cùng chuồng và những con bạn ở đó cũng đều sắp chết hết rồi. Thế thì hào ăn rồi. Thế tiếp theo quan điểm truyền thống ấy là đợi đến khi vật nuôi bị bệnh này, mổ khám vật nuôi chết này, điều trị gấp để giảm chi phí. Người ta bảo là tôi chả sao cả, tại vì đang vật nuôi là tôi chả dùng thuốc cái gì nó vẫn ngon lành cành đào. Nhưng xin thưa các bác ấy là chẳng sao đâu, bình thường nó chẳng sao đâu, nhưng mà khi mà nó bị bệnh bất thường, khi mà nó bị virus tấn công, khi nó bị yếu tố rủi ro thì xin thưa các bác không phải là không sao đâu mà sẽ là nghìn sao lấp lánh trên bầu trời Việt Nam. Thế nên là các bác đừng có tự tin, đừng có tự tin rằng là với cái quan điểm truyền thống là đợi đến khi vật nuôi bị bệnh, mổ khám vật nuôi chết, điều trị gấp, không dùng không sao và giảm chi phí. Xin thưa các bác, cái quan điểm đấy không còn tồn tại trong năm 2019. Cái quan điểm của năm 2019 nó sẽ như sau. Tôi tạm thời gọi là quan điểm hiện đại. Thứ nhất ấy, là người ta sẽ theo dõi sự không đồng đều của đàn vật nuôi. Ví dụ hôm nay đàn heo nhà tôi ăn 3 bao cám, tự nhiên hôm nay nó ăn 2 bao cám, có nghĩa là phải tìm cái nguyên nhân tại sao nó ăn 2 bao cám, phải tìm những cái con heo nào nó có vấn đề. Cái đàn gà nhà tôi hôm nay nó ăn 5 bao cám, tự nhiên tôi thấy nó ăn thời gian lâu hơn, hôm trước nó ăn đến 9 giờ và bây giờ nó ăn đến 10 giờ 11 giờ vẫn không hết, và nó ăn ít hơn, có con bỏ ăn quắc 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 gầy gòn. Đấy thì đây bây giờ mình theo dõi cái sự không đồng đều là mình sẽ biết được là cái đàn vật nuôi của mình nó diễn biến như nào. Và tiếp theo ở quan điểm hiện đại, tức là mình sẽ hút máu kiểm tra lịch sử bệnh. Ví dụ bây giờ ông Nguyễn Trần Nhân ấy, ông đi đến bệnh viện người, đến bệnh viện người, thế là bác sĩ thú y Khánh Nhi mới cầm cái xi lanh ra hút của ông Nguyễn Trần Nhân một ít máu cho vào phòng xét nghiệm xem ông thiếu cái chỉ số gì. Thế là bây giờ ông thiếu cái chỉ số gì, tôi bổ sung cái chỉ số đấy cho ông. Thế là bác sĩ người đâu có cần giỏi nói chuyện với mọi người, bác sĩ người không cần giỏi, bác sĩ thú y mới là người giỏi. Bác sĩ người nhá, bây giờ chỉ có hút máu thử huyết thanh, ông thiếu cái gì tôi bơm vào cho ông, thế là xong đúng không? Tôi nhìn ông gầy đúng không, tôi tư vấn cho ông béo lên, tôi ông béo tôi cho ông gầy đi, thế là xong. Thế nên là bác sĩ người ấy không bao giờ giỏi bằng bác sĩ thú y, tôi khẳng định với các bạn như thế. Các bạn có thể xem những cái video của tôi, bác sĩ người bác phẫu thuật thẩm mỹ được, bác cắt u hạch được, tôi cũng cắt u hạch được, tôi còn mổ bụng con lợn ra, tôi lối ruột nó lại vẫn sống bình thường, không có vấn đề gì đâu. Nên là bác sĩ thú y mới là giỏi, người kiểm tra được huyết thanh, thú y cũng kiểm tra được huyết thanh. Và đương nhiên là các bạn bạn tiếp theo phải kiểm tra cái lịch sử dịch bệnh ở cái vùng đấy, nó hay bị cái bệnh gì là một này. Thứ hai là bạn đã dùng những cái vaccine phòng những cái bệnh gì rồi thì mình sẽ loại trừ nó ra, mình loại trừ bằng cách là tập trung vào những cái bệnh khác, đừng có để ý vào cái bệnh mà có lịch sử mà mình dùng vaccine đó. Hoặc là lịch sử ở vùng Thái Nguyên nó hay bị CRD chẳng hạn, thì tôi biết vùng này CRD, tôi sẽ tìm các phương pháp, các phác đồ để tôi chữa cái bệnh CRD này, hay là tôi phòng cho nó khỏi xảy ra. Ok, tiếp theo ở cái quan niệm hiện đại đó là chủ động phòng ở giai đoạn sớm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đừng để đến khi con vật nuôi nó bị bệnh rồi thì mới đi mua thuốc về để chống. Thì từ tất cả những cái yếu tố này trong cái quan điểm hiện đại, nó sẽ tạo ra một cái thứ là tối đa về lợi nhuận. Chỉ còn đừng nói chuyện là ngày xưa tôi làm thú y cũng rất nhiều năm rồi, có người người ta bảo với tôi như này này: ui dồi ôi, đàn gà 1.000 như tôi chả cần dùng vaccine Newcastle, chả cần dùng vaccine Umoro, nuôi vẫn ngon chả mất đồng tiền nào. Nhưng xin thưa với các bác ấy,
các bác nuôi được ba đàn thành công, nhưng mà một đàn mà nó xịt ấy thì cả cơ nghiệp của các bác ấy là theo ông bà ông phải ra sân ra sông hết. Theo như tôi hay đi chia sẻ kỹ thuật, tôi bảo là xin thưa các bác là các bác mời các bác cho lên xe rùa và un ra hố, thế là xong. Đấy là quan điểm về quản lý sức khỏe. Tiếp theo sang một cái slide mới, mọi người xem thôi nhé, không bình luận gì nhé, mọi người xem thôi, chỉ có xem, lúc nào tôi bổ bình luận hay hỏi thì hỏi. Đây là một cái bức ảnh về về một cái bức ảnh hoạt hình hết sức là tuyệt vời. Cái bức ảnh này tôi thấy nó giá trị vô cùng ở cái chỗ là nhờ cái bức ảnh này mà tôi giúp được người chăn nuôi tốt hơn và tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Thì cái bức ảnh này nó sẽ diễn giải như thế này. Quý vị và các bạn nhìn thấy cái cân màu vàng không? Cái cân màu vàng đó là cái cân tiểu ly, nó nói về cái độ chính xác tuyệt đối. Một bên là hình con heo là đại diện cho sức đề kháng của của con vật. Một bên là hình màu xanh có răng nhọn đại diện cho mầm bệnh. Một bên là đại diện sức đề kháng của vật nuôi, một bên là đại diện là mầm bệnh. Thì lúc nào ấy trong cuộc sống này, trong hiện tại, hai cái sức đề kháng và con mầm bệnh nó đang ở ngưỡng cân bằng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức khỏe đang tốt, con vật nuôi số lượng của nó chưa đủ, thế nên nó chưa tấn công được con heo. Thế thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Khi mà cái cán cân về sức đề kháng và áp lực mầm bệnh nó đang ở ngưỡng cân bằng, chỉ cần đợi thời tiết nắng mưa thất thường tác động xuống người con vật, đó là cái yếu tố bất lợi với sức đề kháng, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhưng mà nó lại là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh sinh sôi nảy nở và phát triển lên, để tạo thành một cái áp lực gây nên bệnh ở trên vật nuôi. Tôi ví dụ như một trường hợp cụ thể, bây giờ bạn Lê Xuân Trọng, bạn có thể liếm cái lưỡi của bạn vào cái kính hiển vi, bạn soi lên, tôi khẳng định với bạn là trong đấy nó núp nhúc nhiều con khác nhau, và khẳng định với bạn là bạn về nhà bạn còn không dám ăn cơm nữa. Tại sao? Tại vì trên cơ thể của con người hoặc trên cơ thể của vật nuôi lúc nào nó cũng tồn tại mầm bệnh song song với sức đề kháng. Chỉ cần đợi yếu tố thời tiết thay đổi thất thường, nắng mưa sương gió, nó sẽ làm cho sức đề kháng giảm xuống và mầm bệnh sinh sôi nảy nở phát triển lên, sẽ tạo thành bệnh. Ok, thế thì làm thế nào để vật nuôi không bao giờ bị bệnh? Nó chỉ có ba cách thôi. Nó chỉ có ba cách để kiểm soát sức đề kháng và để giảm áp lực mầm bệnh, để không bao giờ mầm bệnh tấn công được. Cách số 1 ấy là hết sức đơn giản. Quý vị và các bạn, làm cho con heo của chúng ta, làm cho sức đề kháng của vật nuôi trở thành siêu nhân. Đã là siêu nhân thì không ai có thể tấn công được cả. Tôi ví dụ bây giờ tôi cho con heo của tôi ăn thuốc bổ điện giải tăng sức đề kháng, thế thì mầm bệnh làm sao mà tấn công được tôi. Thế nên là từ khóa số 1 là tăng cường sức đề kháng, thuốc bổ điện giải cho vật nuôi để mầm bệnh không tấn công được. Tôi ví dụ như ông bạn Huân Thần Sầu, ví dụ như hôm nay ông phóng xe ra ngoài chợ, ông mệt quá ông phải vào ông làm non bò húc đô Huân này, để cho cái cơ thể của ông nó sung mãn hơn, nó khỏe hơn, thế thì làm sao mà bị bệnh được. Thỉnh thoảng ông bổ sung bằng thịt bò rồi là thịt be này, cái thứ đấy đấy là những cái chất dinh dưỡng bổ sung, thì khi mà mình khỏe mình không bao giờ bị mầm bệnh tấn công. Còn bản thân Trịnh Thú Y thì tôi làm như thế nào để tăng cường sức đề kháng để tôi khỏe lên, tôi không bao giờ bị bệnh tật? Rất đơn giản thôi, tôi xỏ giày và tôi xuống đường, tôi chạy. Khi tôi chạy, toàn bộ cơ quan nội tạng rồi là cơ thể của tôi vận động, nó sẽ tạo cho tôi một thứ năng lượng kỳ diệu, nó sẽ tạo cho tôi hít thở trong lành, nó sẽ tạo cho cơ thể của tôi nó rất nhiều năng lượng, là tôi rất ít bệnh tật và thậm chí tôi còn giảm được béo. Và quan trọng nhất ấy là gắn kết tình cảm gia đình, tại vì cả nhà tôi đi chạy hết sức là tuyệt vời. Đấy là một trong những hình thức là hay ở cái chỗ nào mình làm cách nào đấy để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi của mình thì mà mình không tấn công được. Ok, tiếp theo một cái thứ hai mà mình có thể tác động được, tức là bạn tạo một cái miễn dịch chủ động. Bạn tạo một cái miễn dịch chủ động có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ con heo con gà của các bạn đang làm vaccine ấy, khi các bạn làm vaccine xong ấy thì nó sẽ tạo cho vật nuôi một cái miễn dịch để chống lại cái mầm bệnh mà
giống cái vaccine nó tác động vào. Ví dụ như là quý vị các bạn làm cái vaccine Newcastle ở trên con gà ấy, thì nó sẽ ngăn được cái chủng Newcastle nó tấn công từ môi trường vào. Ok, trong cái trường hợp mà các bạn làm vaccine xong ấy, nó có phản ứng vaccine giống như CRD hoặc là tiêm con heo vaccine xong con heo nó ốm, các bạn đừng lo lắng điều gì cả. Các bạn hãy tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi và các bạn có thể dùng một số biện pháp lúc đấy các bạn có thể hỏi tôi được. Thế thì ba nguyên tắc số 1 tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi, nguyên tắc số 2 tạo cho vật nuôi một cái hàng rào bảo vệ đó là vaccine, và cái quan trọng nhất ấy, mà kiểm soát được cái áp lực mầm bệnh hiện tại bây giờ đó là sử dụng kháng sinh. Sử dụng kháng sinh là như nào, sử dụng kháng sinh là như thế nào? Có thể là các bạn nghe trên thị trường nghe rất nhiều lời người ta nói là kháng sinh là để phòng bệnh hoặc là liều phòng bằng nửa liều điều trị. Nhưng xin thưa quý vị và các bạn, tôi cũng kinh nghiệm rất nhiều năm rồi và tôi cũng áp dụng thực tế rất nhiều rồi, kháng sinh ấy không phải là dùng để phòng bệnh mà là kháng sinh ấy là để giảm áp lực mầm bệnh. Có nghĩa là như nào, các bạn phải hiểu đúng nhé, kháng sinh là để phòng, để kháng sinh là không phải để phòng bệnh mà là kháng sinh là để giảm áp lực mầm bệnh. Tôi ví dụ cụ thể như này, ví dụ ngày xưa quý vị và các bạn có xem cái phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đi, ví dụ các bạn xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, cái ông Quan Văn Trường ấy khi mà ông muốn tấn công một cái thành trì chẳng hạn thì ông phải tập hợp quân đội này, tập hợp số đông này, tập hợp phải ví dụ một bây giờ muốn đánh một cái thành trì ông phải cần 1 vạn quân chẳng hạn, thì ông phải đi tập hợp 1 vạn quân vào, bắt đầu ông sẽ tấn công cái thành trì đấy. Thế thì bây giờ khi mà ông tập hợp 1 vạn quân ấy thì ông đang tập hợp được khoảng tầm 90.000 rồi, thế thì tôi mới mang kháng sinh sang tôi vã ông một phát là ông chết đàn quay hết, là thế ông làm gì ông còn đủ số lượng để ông tấn công tôi. Có nghĩa là cái mầm bệnh cũng như thế, cái mầm bệnh ấy, khi mà để mà muốn tấn công con heo của tôi này thì cái ông mầm bệnh xanh này ông phải chuẩn bị đủ số lượng quân, đủ số lượng áp lực thì ông mới tác động được lên lên con heo của tôi, chứ không phải tự nhiên ông muốn tấn công là ông tấn công. Thế thì bây giờ ông đang tập trung số quân đội rồi các thứ lung tung beng, thế tôi mới mang kháng sinh sang tôi phá vào đầu ông, đánh phủ đầu phát thế ông chết hết rồi, ông làm sao còn tấn công của tôi nữa. Đấy, các bạn có công nhận không? Thế nên là kháng sinh nhá là để giảm áp lực mầm bệnh, giảm áp lực mầm bệnh chứ không phải là để phòng bệnh, mọi người nhớ cho tôi điều này. Và quan trọng nhất ý, nữa ý, là các bạn phải hiểu là trong cái túi kháng sinh ý, người ta ghi là liều phòng bằng nửa liều điều trị, có nghĩa là người ta nói về thời gian, liều phòng bằng nửa liều điều trị là nói về thời gian chứ không phải nói về hàm lượng nhé. Ví dụ bây giờ hàm lượng tiêu chuẩn quốc tế của amoxicillin ý, nó là trên gà nó là 20 mg cho 1 kg thể trọng, còn trên heo ấy nó là 15 mg cho 1 kg thể trọng. Thì bây giờ ông không thể dùng liều là trên heo là 7,7,5 cho 1 kg thể trọng được, làm sao mà dùng như thế được. Thế nên là liều phòng bằng nửa để điều trị ấy là người ta nói về thời gian chứ không phải là người ta nói về hàm lượng nhé. Ví dụ bây giờ ông chữa bệnh ấy thì ông phải dùng 7 ngày, nhưng ông phòng bệnh thì ông chỉ dùng 2-3 ngày thôi. Đấy là nói về thời gian. Còn nếu mà quý vị và các bạn ấy mà không hiểu rõ mà cứ liều phòng bằng nửa điều trị ấy, ông cứ mọi người cứ đem ví dụ 1 cân thuốc ấy bình thường chữa được 10 tấn lợn chẳng hạn đấy, thì bây giờ phòng mình đem 1 cân thuốc mình phòng cho 20 tấn lợn không bao giờ được, mà bạn sẽ dùng là phòng cho 20 tấn lợn nhưng mà trong thời gian là 3 ngày hoặc 2 hoặc 3 ngày chứ không phải là phòng toàn liệu trình như thế. Mọi người nhớ nhá. Thứ nhất đây là kháng sinh là để giảm áp lực mầm bệnh chứ không phải là để phòng bệnh, và liều phòng bằng nửa liều điều trị là người ta nói về thời gian không phải là nói về liệu trình, không phải nói về hàm lượng thuốc. Ok, tiếp theo sang sang cái slide tiếp theo, cái này slide này phân tích nó hơi dài dòng nhưng mà nhờ cái slide này mà mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền này. Mọi người sẽ giúp được người chăn nuôi này. Thứ nhất đấy là tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là tiêm vaccine để tạo hàng rào bảo vệ, và thứ ba là sử dụng kháng sinh để giảm áp lực mầm bệnh. Ok, xong slide này. Tiếp theo sang slide tiếp theo. Đây là các bệnh ở trên con heo.
nó có nhóm vi khuẩn chính này, virus chính này và nhóm vi khuẩn cơ hội này. Đây là trên heo thì mọi người có thể là sau cái livestream này mọi người giữ cái hình ảnh này lại, mọi người nhìn cũng được, tôi không đọc nữa mất thời gian. Đây là tất cả những cái bệnh ở trên gà, ví dụ nhóm virus có Lucocer umaromaric này, nhóm vi khuẩn có Cerdae coli Salmonella đen và những các bệnh khác nha. Thế bây giờ chương trình phòng bệnh được thực hiện như nào? Số 1 đây là chương trình quản lý. Chương trình quản lý thì để mục đích là hạn chế sự tiếp xúc với mầm bệnh của vật nuôi với mầm bệnh. Tiếp theo là chương trình dùng thuốc kháng sinh, mục đích của nó là kìm hãm sự sinh sản nhân lên của mầm bệnh. Chương trình số 3 tức là chương trình vaccine, mục đích là tăng khả năng miễn dịch của đàn. Khi mà bạn kết hợp cả ba chương trình này được thì nó sẽ tạo ra được một cái chương trình phòng bệnh ở trên vật nuôi. Ok, ba chương trình phòng bệnh trên vật nuôi: quản lý này, vệ sinh này, chăm sóc này, chương trình dùng thuốc kháng sinh và chương trình vaccine. Thế chương trình quản lý bằng thuốc sát trùng được thực hiện như nào? Thứ nhất ấy, là phun thuốc sát trùng thường xuyên. Có thể là mọi người không hiểu thuốc sát trùng thường xuyên là thuốc sát trùng như nào. Thế thì bây giờ phun sát trùng thường xuyên ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải dùng cái thuốc kháng sinh ấy tuyệt đối an toàn cho vật nuôi. Có thể phun trực tiếp vào thức ăn nước uống, phun trực tiếp vào người con vật, có thể dùng để rửa tay, rửa chân hoặc sát khuẩn. Ví dụ cái cồn iốt ấy chính là một trong những cái thứ mà quý vị và các bạn có thể là dùng để phun trực tiếp vào thức ăn nước uống, sát trùng vết thương, sát trùng tay chân, cái thứ đấy là cồn iốt. Và cái phun thuốc sát trùng thường xuyên ấy là phải có hoạt tính cao và có thể diệt khuẩn được, và phun làm sao diệt được vi khuẩn, diệt được mầm bệnh nhưng mà lúc con vật nuôi đang trong chuồng. Và thông thường một tuần các bạn lên phun 2 đến 3 lần, và đương nhiên phun trực tiếp vào thức ăn nước uống. Thì tôi đề xuất là có một cái thuốc sát trùng hết sức là hiệu quả, đó là cái Bioclean ấy của thằng Better Pharma Thái Lan ấy, mùi vừa thơm vừa dễ sử dụng mà lại thành phần của nó là ankin benzin dimethyl methyl amonium chloride. Cái sản phẩm này ngày xưa tôi làm bên công ty Tân Tiến Hà Nội, tôi bán nó bao năm, tôi rất thích tại vì mùi thơm này, sát khuẩn của nó cực mạnh. Hình ảnh của nó đây, Bioclean của Better Pharma Thái Lan hay là của BHK Tavro ấy. Tiếp theo chương trình quản lý thuốc sát trùng. Thứ nhất ấy là phun thường xuyên, có nghĩa là các bạn phun một lúc mà có vật nuôi trong chuồng. Cái phun thứ hai ấy, người ta gọi là phun sát trùng định kỳ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn phải dùng cái thuốc có độc tính cao để tiêu diệt mầm bệnh. Và thông thường ấy 1 đến 2 tháng phun một lần. Và sát trùng xe cộ này ra vào trại này, lên chuồng, chuồng trống này. Và nhớ cho tôi là cái thuốc sát trùng định kỳ này ấy, là giống như là vôi tôi này, sút này, hoặc là một số cái thuốc sát trùng như là omicide hoặc là cái thuốc sát trùng FAM 30 ấy. Đấy là những cái thuốc sát trùng có thể dùng sát trùng định kỳ rất tốt, tại vì nếu mà mình phun trực tiếp vào thức ăn nước uống một con vật mà hàm lượng cao nó chết luôn. Thì tôi đề xuất với quý vị các bạn là hiện tại bây giờ trên thị trường có một cái thuốc sát trùng mà tôi rất thích, đó là thuốc sát trùng HCG 150. Thành phần của nó là glutaraldehyde 15% và ankindimethyl benzin amonium chloride 10%. Cái thuốc sát trùng này nó có hai thành phần và công dụng của nó cực kỳ mạnh. Đây là hình ảnh của nó đây, HCG 150. Quý vị các bạn có thể là tìm kiếm trên thị trường để mua hai loại sát trùng này. Một là sát trùng thường xuyên, có nghĩa là phun lúc nào cũng được, phun trực tiếp vào thức ăn uống, phun người con vật, sát rửa tay rửa chân. Và cái thuốc sát trùng thứ hai là sát trùng định kỳ, có nghĩa là lúc nào mà bán heo, bán gà rồi thì ta phun, hoặc là ta phun ở cống rãnh, ta phun ở khắp các trang trại đến sẽ dùng thuốc sát trùng định kỳ. Sử dụng thuốc kháng sinh như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất thì tôi chỉ nói qua tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Và cái live stream này ấy, là một cái bài chia sẻ kỹ thuật của tôi like lên nhóm để mọi người xem trước, để năm cái ngày mà tôi đi công tác ấy, thì có thể mọi người cần bình luận hay cần hỏi gì thì mọi người vào đây mọi người hỏi. Còn hôm nay tôi chỉ chia sẻ kỹ thuật và cái phần trao đổi trực tuyến cái thứ thì khả năng cũng không cần thiết tại vì nó muộn rồi, mọi người cũng phải đi ngủ và sáng mai tôi cũng phải đi sớm. Ok, sử dụng kháng sinh như thế nào để đạt hiệu quả? Thứ nhất là đúng bệnh này. Khi các bạn chuẩn đoán đúng bệnh ấy, thì cơ hội điều trị giúp bà con chăn nuôi mới cao. Cái thứ hai ấy, là nó phải đúng thuốc. Đúng bệnh đúng thuốc là hai tiêu chí quan trọng. Cái thứ ba là đúng liều lượng. Thứ tư là đúng thời gian và liệu trình. Và thứ năm là đúng thời điểm.
Nếu mà các bạn điều trị muộn ấy, là khi mà bệnh hay là khi bệnh của vật nuôi mà nó nặng rồi ấy, thì chỉ có xe rùa. Nên là bắt đúng thời điểm, theo dõi sự bất thường trong đàn vật nuôi và tìm ra giải pháp tối ưu và giải pháp tức thì trước khi phải xe rùa. Đúng thuốc thì đương nhiên là đúng thuốc thì bệnh nào thuốc đấy. Chứ không bây giờ các bạn đừng có theo cái kiểu chữa bao vây, mẹ ông cứ đánh toang là không được cái bệnh này bệnh nọ, không có chuyện đấy đâu. Nếu có chuyện đấy thì xưa lắm rồi, năm 2019 không còn cơ hội đâu. Đúng điều lượng ấy. Thì buổi livestream sau tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là nhiều tiêu chuẩn quốc tế của một số loại kháng sinh. Thì lúc đấy các bạn sẽ biết được là cái liều lượng của từng loại kháng sinh, ví dụ như Amoxicillin này, Colistin này, Tinosin, Tiamulin, Fluro, Enro hoặc là những cái kháng sinh khác liều lượng tiêu chuẩn của nó bao nhiêu, bạn đánh cho chuẩn nhé. Đúng thời gian điều chỉnh, đúng thời điểm, ok rồi. Em bây giờ chọn kháng sinh nào cho đúng và đủ, có nghĩa đúng là gì? Có nghĩa là đúng để có thể chống được, để phòng được bệnh hiệu quả nhất. Đủ có nghĩa là đủ hàm lượng thành phần này, đủ khả năng bảo hộ này. Ví dụ bây giờ tôi có thể dùng một cái thuốc, ví dụ Tiamulin thì nó sẽ trị được đường hô hấp này, cộng với là cái bệnh viêm hội tràng. Nhưng mà ngược lại thì cái Tiamulin nó lại không trị được con E. coli. Thế nên tôi sẽ không dùng mỗi Tiamulin không, tại vì Tiamulin nó chỉ trị được tụ huyết trùng này, suyễn này, rồi là mấy con hô hấp cộng với là con viêm hội tràng hoặc hồng đỉnh thôi. Nhưng bây giờ tôi cho thêm Colistin vào, tôi sẽ sử dụng cái cặp là Tiamulin Colistin. Thế là đấy, thành một cặp chọn kháng sinh là gì đó, vừa phòng hô hấp vừa phòng tiêu hóa. Hoặc là cái cặp tiếp theo ấy, nó là amoxicillin. Đấy, amox là kháng sinh, là gram dương gram âm, colitin gram âm, nó vừa chống được tất cả các loại bệnh nhưng mà trừ mỗi cái bệnh suyễn là amoxicillin không đánh được. Thì hôm nay trên mạng nó cãi, người ta cãi nhau xôn xao ở cái vụ là amox có đấu được enro hay không. Thì tôi cũng có gửi một cái video lên mạng đấy, nếu mà có 100 lượt xem và 1.000 lượt xem thì tôi sẽ làm cái livestream là công thức bí quyết bí mật của chuyên gia trong cái công thức là amox mê là enro. Tôi khẳng định với các bạn là hay vô cùng luôn, tại vì cái công thức đấy tôi đã nghiên cứu 10 năm nay và tôi đã sử dụng, và sử dụng vào bệnh nào, sử dụng như thế nào để nó đạt hiệu quả cao nhất. Thì những cái điều tuyệt vời đấy nó sẽ nằm trong cái livestream hoặc là cái video nói về sự kết hợp giữa Enro và Amoxicillin. Ok, bây giờ chọn kháng sinh nào mà đúng và đủ thì tôi đã đề xuất với quý vị và các bạn. Đầu tiên quý vị và các bạn phải nhìn vào cái cơ chế tác động của từng nhóm kháng sinh. Tôi ví dụ tôi phân tích qua cái trường hợp này cho Huân Thần Sầu với Đoàn Hải Bằng với Hằng Lê với mọi người nghe 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 nhá. Cái cơ chế tác động của nhóm kháng sinh này, tôi ví dụ nhé. Tại sao trên mạng anh Đô Ba Hùng với anh Phạm Tiệp với anh cãi nhau ấy? Một ông thì bảo là amox đấu mới là trong bảng nguyên tắc phối hợp kháng sinh ấy, thì nhóm beta lactam nó đối kháng với nhóm quinolone nên là amox là không đấu được với enro và doxycycline. Thế còn một ông thì bảo là nguyên tắc cái gì mà nguyên tắc, trong thực tế tao tao pha lại với nhau tao điều trị rất hiệu quả, đúng không? Có ông nhìn này bảo là tôi đấu hai cái đấy mà nó phón như củ cải. Thực ra mọi người không hiểu là tại sao nó như thế nên là tôi mới bảo tôi làm một cái livestream như thế. Nhưng mà bây giờ tôi nói qua cho mọi người biết nhé, trong cái cơ chế của nó ấy, thì bản thân cái nhóm beta lactam nó sẽ đối kháng với là nhóm, nó sẽ đối kháng với nhóm quinolone. Nó đối kháng nó như nào? Nó đối kháng như này, ví dụ bây giờ con vi khuẩn ấy, con vi khuẩn bắt đầu nó sinh sinh sôi nảy nở, nó sinh ra này, thì trong cái quá trình mà phân chia tế bào của nó ấy, thì cái nhóm beta lactam ấy nó sẽ tấn công vào cái thành của tế bào, nó làm cho con vi khuẩn nó chết rồi, nó chết mất rồi. Thế thì bây giờ khi con vi khuẩn nó chết rồi, thế thì ông quinolone đánh vào đầu nó gì, còn chỗ nó mà đánh. Đấy là một quan điểm. Thế cái quan điểm thứ hai ấy là trong cái quyển dược lý nó nói ấy là cái quinolone ấy nó tấn công thẳng vào ADN, tức là pháo nhân của con vi khuẩn. Thế nên khi mà tấn công vào nhân ấy, mà tế bào của con vi khuẩn mà không có nhân thì sinh sôi nảy nở phát triển làm sao được. Và cái quinolone có thể nó tác động vào cái giai đoạn quá trình yên nghỉ, nó đang con vi vi khuẩn nó đang ngủ ấy. Còn amoxicillin nó tác động vào lúc quá trình phân chia, mà nên là hai cái cơ chế. Thứ nhất là hai cơ chế của hai loại kháng sinh khác nhau. Thứ hai là hai cái đích tác động của nó khác nhau. Một thằng đánh ngoài vào, một thằng đánh đánh trong ra thì chỉ có sập tiệm thôi chứ làm sao mà sống sót được.
Đấy, nó như vậy thì nên là tranh cãi cứ tranh cãi thôi, nhưng mà nếu mà mọi người ok đồng ý tôi sẽ phân tích chi tiết cụ thể tại sao beta lactam khi kết hợp với là quinolone nó tạo nên một cái phức hợp cực kỳ mạnh. Ví dụ quý vị và các bạn cứ hiểu nôm na là một thằng đánh ngoài vào một thằng đánh trong ra thì chỉ cần sập tiệm như nó ra mà sống sót. Bây giờ giới thiệu với mọi người là trong cái công thức tiêu chuẩn của cái việc mà phòng phòng và chống cái bệnh ví dụ như là virus này hoặc là vi khuẩn ấy, thì cái công thức tiêu chuẩn của nó ấy là trong tất cả những cái kháng sinh ấy mà khi mà đi vào máu á thì trong vòng nếu mà nó không có chất dẫn đặc biệt ấy, thì trong vòng từ khoảng 6 đến 12 giờ đến 24 giờ là nó sẽ bài thải hết trong 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 máu. Nhưng mà riêng những cái kháng sinh ấy mà nó đi vào đại thực bào á thì chỉ cần 6 giờ 4 từ cần 2 đến 6 giờ nó đã đạt nồng độ cực cao ở trong đại thực bào rồi. Tức là nếu mà kháng sinh mà đi vào đại thực bào thì chỉ cần 2 đến 4 giờ đến 6 giờ là kháng sinh nó đã đạt nồng độ cao nhất ở trong đại thực bào, nên là khả năng diệt mầm bệnh của nó cực cao và nhanh. Nhưng mà ngược lại ấy, khi mà nó vào đại thực bào ấy thì cái thời gian bán thải của cái kháng sinh đấy ấy, nó sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn dùng một ngày nhưng mà trong đại thực bào nó có kháng sinh đến 3 ngày. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ cái kháng sinh mà hôm trước tôi giới thiệu quý vị là cái Timicovet ấy, cái đấy á, các bạn dùng chỉ cần 3 ngày thôi thì nó sẽ kéo dài được 5 ngày, và bạn dùng 5 ngày nó sẽ kéo dài được 7 ngày. Đây là cơ chế và tác động tuyệt vời của cái Timicovet. Thì tôi sẽ giới thiệu chuyên sâu tại sao cái Timicovet nó làm được đấy. Cái Timicovet ấy là nó sẽ đi thẳng vào đại thực bào và nó làm cho giống như kiểu nó trang bị súng đạn dược cho đại thực bào để tìm diệt mầm bệnh, và khi đấy nó sẽ tạo thành một cái phức hợp là đại thực bào Timicovet. Khi đại thực bào Timicovet nhìn thấy mầm bệnh, nó sẽ xông đến và nó bao vây mầm bệnh lại. Nó sẽ bao vây mầm bệnh lại thì bản thân những cái phân tử của Timicovet nó sẽ là một trong những cái công cụ để nó diệt mầm bệnh rất hiệu quả, giúp đại thực bào hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi đại thực bào tiêu hủy được cái thực bào cái mầm bệnh này thì tất cả những cái mà nguyên tử, tất cả những cái nguyên tử của Timicovet nó sẽ lại phân tán ra, tức là khi đại thực bào nó tiêu diệt mầm bệnh xong thì nó chết. Tất cả những cái Timicovet nó không bị tiêu hủy mà nó sẽ lại lại nở ra và nó đi vào cái đại thực bào khác, và khi nó đi vào đại thực bào khác ấy nó sẽ lại giúp đại thực bào đấy tấn công mầm bệnh. Cái cuối cùng cái lựa chọn vaccine thì quý vị và các bạn để ý cho tôi là hôm trước bạn Huân lần sau bạn có bảo là tại vaccine Indo này nó mới đổ bệnh, đúng lên Huân ạ, nhưng mà nó không đúng lắm, tại vì cái thứ ba trong kiểm soát mầm bệnh tức là các bạn phải tạo hàng rào bảo vệ, tức là chọn vaccine ấy. Thì thứ nhất là các bạn phải lựa chọn loại vaccine tiêu chuẩn, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tiêu chuẩn vaccine ví dụ như tiêu chuẩn châu Âu nó tốt hơn tiêu chuẩn châu Á, tiêu chuẩn của Pháp tốt hơn tiêu chuẩn Hàn Quốc, tiêu chuẩn Hàn Quốc chưa chắc nó tốt hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tại vì ông Hàn Quốc mấy ông Thái Lan cũng chỉ là châu Á cũng giống Việt Nam thôi, nhưng mà thằng tiêu chuẩn châu Âu nó cao hơn. Ví dụ các bạn có thể sử dụng những cái vaccine của châu Âu như là của Zoetis, Pfizer này, của Boehringer này, của Intervet Hà Lan này, thậm chí của Ceva của Pháp, đấy là những vaccine tiêu chuẩn châu Âu nó rất là tốt khi sử dụng như con gà, tại vì nó là châu Âu. Nhưng mỗi cái là nó ngược một cái là giá mẹ nó đắt noi tù và ra, anh em mua đắt hết đẹp bực cả mình, nhưng chẳng sao cả, tại vì chi phí cho một con gà bây giờ nếu mà dùng vaccine ấy mà cho 1.000 gà thì tôi nhớ không nhầm là nếu mà 1.000 gà nếu mà các bạn mà làm đúng theo cái quy trình phác đồ của tôi tư vấn ấy thì nó sẽ hết tả cả thuốc lẫn vaccine ấy, nó sẽ dao động từ 7 đến 10 triệu. Đấy là một đàn gà gà màu. Còn lại nếu mà người nào mà chăn nuôi mà hững hờ với cái vấn đề quản lý chăm sóc ấy, thì có thể là 1.000 gà nó lên khoảng tầm 10 đến 15 triệu là bình thường. Còn thông thường ấy nó chỉ nằm đến 7 đến 10 triệu thôi nếu mà quý vị và các bạn kiểm soát tốt. Ok. Lựa chọn vaccine thì nó phụ thuộc vào cái lịch vaccine đấy ấy, là ông phải xây dựng theo dịch tễ của từng vùng, chứ không phải là tất cả các lịch vaccine ở các vùng giống nhau nhá. Ví dụ nhá, Huân làm sao nhá, ví dụ như ở trên Thái Nguyên ấy, tại sao tôi phải làm lại làm hai cái lịch vaccine, tại vì tôi lên đến tôi kiểm tra xem là cái dịch tễ ở vùng đấy là con gà nó hay nhạy cảm với bệnh gì này,
nó hay bị bệnh vào cái thời điểm nào này. Ví dụ bây giờ con cầu trùng vòng đời của nó 7 ngày, thế thì bây giờ cứ 7 ngày nó sẽ bị cầu trùng một lần, nên thì mình phải chọn lựa mình phòng mình tránh nó như thế nào để cho nó cứ đừng đổ cầu trùng ra. Còn hen CRD nó bị ngày nào tôi chẳng bị ngày nào. Còn cái lịch vaccine ấy, thằng Emivac nó cho lịch vaccine khác, thằng Java cho lịch vaccine khác, thằng CP cho lịch vaccine khác. Nhưng xin thưa với các đại ca là quan trọng nhất đây là khi cái lịch vaccine ấy đưa vào trại nhà tôi sẽ nuôi thử một đàn. Khi mà nuôi một đàn mà nó sẽ có những cái vấn đề nó không được ấy, thì lúc đấy những cái trại của Emivet, ví dụ như gia công của Emivet hoặc Java, người ta báo lại với Trịnh tôi, thế là tôi lại điều chỉnh lại, thì người ta chỉ cần đảo cái loại vaccine đi là dùng như thế nào, dùng như thế nào, dùng như thế nào, thế nó sẽ tạo ra được một cái bộ khung cho cái trại đấy, và từ những cái vaccine người ta mua đấy nó sẽ tạo thành một cái lịch vaccine cho từng trại. Thế nên là khi trại nuôi gà các bạn tư vấn cho người ta là theo lịch vaccine phù hợp với dịch tễ của trại đấy với vùng đấy, chứ không thể là đem lịch vaccine của Nam Định tôi, của Linh Bình tôi đưa vào Thái Nguyên được, không được như thế. Ok, xây dựng lịch vaccine theo dịch tễ từng vùng và xây dựng lịch vaccine, lựa chọn vaccine theo dịch tễ từng mùa. Ví dụ như là cái mùa ẩm ướt ấy thì con gà nó rất hay bị cái bệnh thương hàn, bạch bị thương hàn, bị cầu trùng, bị ORT. Còn cái giai đoạn mùa hè ấy, nắng nóng quá thì lại bị hen, bị khí bụi chuồng nuôi, bị coryza, bị rất nhiều kiểu. Thế nên là mình sẽ làm lịch vaccine theo từng mùa. Và cái quan trọng nhất ấy là vaccine ấy là đã tốt rồi, nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái ông bảo quản vận chuyển thì có tốt không. Ví dụ bây giờ một số đại lý thuốc không có máy phát, thế thì lúc mất điện thì bố bảo quản vaccine như thế nào. Đây là một chuyện. Thứ hai là cái trường hợp như là cái hệ thống cửa hàng của tôi cũng gặp phải, tức là nhân viên ấy, bình thường là ở cửa hàng lúc ban đêm ấy mất điện thì nổ máy phát, nhưng đây ví dụ các cô ấy hôm nào mà nghỉ đột xuất ấy thì tôi lại phải cho người lên để coi buổi tối, không thì nó mất điện thì hỏng hết. Còn có ông như này bây giờ đang ôm vợ ở trong nhà đây là sung sướng chẳng hạn, thì bây giờ tự nhiên mất điện phát để thôi lười bảo chả sao, ngủ đến tới sáng người ta mới nổ máy phát. Thế vô hình dung là cái vấn đề bảo quản nó có vấn đề rồi. Còn vận chuyển ấy thì vận chuyển như này, hôm nay ông ví dụ bạn là Phan Thuần chẳng hạn, bạn đi mua vaccine ở nhà ông Huân tuần sau, thế là sau khi mà mua vaccine ở nhà ông Huân tuần sau sang ấy thì lại đi qua nhà ông bà là Đoàn Hải Đăng và bà Hàng Nã chẳng hạn. Thế nên bà ông Đoàn Hải Đăng ông bảo là ông Văn Thuần ơi, ông vào đây ông ngồi ông làm chén nước chè. Thế nên các thầy ngồi đoán nước chè là cờ quạt cái thứ nó mất 1-2 giờ đồng hồ, thế nên làm gì vaccine còn có thể là có chất lượng nữa mà sử dụng. Thế nên là bảo quản vận chuyển ấy, thứ nhất là tìm nơi có uy tín chất lượng, cái thứ hai ấy là phải bảo quản vận chuyển đúng theo nguyên tắc của bảo quản vaccine. Hôm nào mà ai cần ý, nguyên tắc bảo quản vaccine thì tôi sẽ cho đưa các bạn một cái checklist là bảo quản vaccine phải bảo quản như nào, để khi mà người ta mang vaccine đến cho các bạn ấy, các bạn chỉ cần nhìn lướt qua một phát cái cung cách bảo quản vaccine, cung cách vận chuyển vaccine, cung cách đóng thùng một cái là các bạn biết ngay là cái vaccine này có sử dụng được hay không. Tôi sẽ gửi các bạn một cái checklist hoặc một cái video xem cái cách mà tôi bảo quản vaccine, tại sao tôi có thể khẳng định cái phương pháp bảo quản vaccine của tôi là số 1, tại vì ngày xưa tôi làm cho bên công ty Tân Tiến Tiến Thành đấy. Đấy là hai công ty mà chuyên bán về vaccine nhập khẩu, thế nên chúng tôi được đào tạo gọi là tỉ mỉ từng chi tiết cái việc bảo quản vaccine, thế nên link về bảo quản vaccine các bạn yên tâm, tôi có kinh nghiệm. Và khi mà bạn lựa chọn tốt rồi này, xây dựng phác đồ quy chuẩn tốt này, từng mùa tốt này, rồi bảo quản vận chuyển tốt này, nó còn một cái thứ nữa ấy, tức là sử dụng đúng cách. Ví dụ bây giờ cái vaccine, ví dụ vaccine Newcastle chẳng hạn, khi mà nhỏ mắt cho con gà, thế thì bây giờ nó có thể nhỏ mắt cho con gà hoặc là cho được uống, nhưng mà chắc chắn một điều là Newcastle mà cho uống ấy, thì nó sẽ giảm cái hiệu lực của nó, nhưng nó không không đáng kể. Còn nếu mà vaccine Newcastle nhỏ mắt con gà thì quý vị và các bạn sẽ làm như này này. Đầu tiên ấy phải nhỏ mắt con gà, đợi con gà nó chớp mắt một phát vaccine nó vào trong mắt thì mới thôi, chứ đây các bạn nhỏ phát nó nắp phát cổ nó bay vaccine ra ngoài thì làm gì có tác dụng. Nên là nhỏ mũi con gà thì phải đưa tay bịt một cái mũi lại để cho nhỏ mũi kia cho nó hít vào thì mới được, chứ không phải để cả hai cái mũi đấy. Còn nhỏ mắt con gà thì các bạn nhìn nhìn xem nó chớp mắt một cái thì các bạn bỏ ra, chứ không phải là cái nhỏ ào ào rầm 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 như tên lửa ấy thì không 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 bao giờ có tồn tại đâu. Thế thì bây giờ đêm cũng đã muộn rồi, cũng cảm ơn mọi người đã nghe cái livestream của tôi, tại vì cái này tôi
Lúc nãy thì tôi cũng định là tôi làm video về cái kỹ thuật mà kiểm soát dịch bệnh ở trên vật nuôi như này, nhưng mà tự nhiên lại nghĩ một ý tưởng là thế tại sao mình làm video mình không livestream thẳng trong nhóm ấy, để xem những người tuyệt vời, những người bạn thân mến của tôi, những người nào mà ngủ muộn ấy, người ta vừa được xem tôi làm video, vừa được nghe tôi nói chuyện trực tuyến, có phải sung sướng cuộc đời không? Đúng không Đoàn Hải Đại Hải Băng, Hằng Nã, Huân, Cả Đinh Đơ, Thủy Nguyễn và Văn Thuần, đúng không? Đấy, tôi làm video này chỉ trực tiếp cho trong nhóm, ai còn thức thì xem, còn ai mà ngủ rồi thì mai xem lại, còn nếu mà không muốn xem lại thì tí nữa tôi đào về sau đấy tôi xóa ở trên live stream, thế là xong mai mọi người cũng chẳng xem được mà thôi nhỉ. Khả năng theo ý kiến của tôi ấy là bây giờ tôi live stream xong rồi thì bây giờ tôi tắt đi, xong là tôi xóa live stream đi để cho những người nào ấy mà hôm nay ngủ sớm quá không được xem cái live stream này. Mọi người có đồng ý không? Nếu mà đồng ý thì comment số 5 cho tôi ấy. Bây giờ hết phần lý thuyết rồi, bây giờ chuyển sang phần trao đổi trực tuyến đi. Ai mà đồng ý là tôi gỡ cái live stream này xuống để những người nào mà hôm nay ngủ sớm không